Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm bánh bò phần 2. Bây giờ ta bắt đầu. Trước tiên ta đi làm cái. Đây là một lạng bột gạo và đây là một lạng cơm rượu. Cơm rượu của ta vẫn còn khô quá, bây giờ ta đổ thêm nước cơm rượu. Các bạn ơi, bây giờ cái chén bột cái của ta bắt đầu nó hơi sùi bọt lên. Đó, đó là các bạn nhìn rõ này, cái chén bột cái của ta hơi sùi bọt lên. Và đây là một chén bột cái mình đã ủ từ lúc chiều. Đây là chén bột cái mình ủ từ lúc chiều. Và bột cái này ta bắt đầu ủ bột. Các bạn và các cháu ơi, đây là chén bột cái. Bây giờ ta bắt đầu đậy lại. Và đây là chén bột cái mình bắt đầu ủ bột. Bây giờ ta bắt đầu ủ bột. Bây giờ ta bắt đầu bỏ một lạng cơm rượu vô trong cái tô bột này. Đây là một lạng bột và một lạng cơm rượu. Bây giờ ta bắt đầu bỏ bột cái vào. Các bạn và các cháu nhìn thấy nè, bột cái của ta đã nhìn nó xốp như bánh bông lan vậy đó. Đó. Các cháu nhìn cái nè, bột cái xốp như bánh bông lan. Ta bắt đầu bỏ vào trong cái tô bột này. Ta bắt đầu đảo bột lên. Mình cho thêm nước vào các bạn và các cháu ạ. Mình có thể dùng nước dừa trái cũng được, mà nước lạnh cũng được. Mà nếu nước dừa trái thì các bạn phải nấu sôi lên, chứ đừng có để mà không nấu sôi là bánh bò dễ bị hư lắm. Bây giờ mình mới tập làm thì mình làm đổ nước lạnh thôi, còn khi nào mình làm quen rồi mình đổ nước dừa trái, mà nước dừa trái các bạn phải nấu sôi và để nguội thì nó mới không hư bánh. Bởi vì cái bánh bò này ủ để lâu cho nên là mình phải nấu sôi nước dừa lên và để nguội. Mình có thể không cần bóp, mình lấy cái muỗng mình đảo về cũng được rồi các bạn ạ. Các bạn và các cháu chú ý này, chén bột của ta nó nổi bong bóng rồi. Đó, chén bột của mình nổi bong bóng. Nổi bong bóng. Ta bắt đầu đem đậy nắp lại và ủ từ 8 đến 10 tiếng. Mà có thể là hơn nữa, từ vì tùy theo trời nóng và trời lạnh. Bây giờ đây là một chén bột mình đã ủ từ lúc chiều. Và bây giờ bột của ta đã bắt đầu được rồi. Đó. Các bạn và các cháu nhìn này, một chén bột của ta đã được. Mình ủ từ lúc trưa chứ mà lúc chiều nó lộn. Đó, bây giờ chén bột ta đã được rồi. Bây giờ ta bắt đầu nấu nước đường. 70 gram đường. Mình ủ một lạng bột mình nấu 70 gram đường. 70 gram đường yếu thôi. Mình cũng cho vô một chút vani và một chút muối. Bây giờ đường của mình đã tan hết đường rồi, ta để quạt cho nó nguội, nguội bớt, nó hơi ấm thôi các bạn ạ. Các bạn và các cháu chú ý, nhất là các cháu nhỏ chú ý,
Đây là nồi nước đường, ta bắt đầu đổ vô trong bột, ta đổ từ từ thôi, ta đổ tí tí thôi. Xong bắt đầu mình đảo lên. Các bạn biết không, cái bột của mình nhá, hôm nay mình đợi lâu quá. Các bạn biết mình đôn bột làm sao không? Cái chỗ sôi ấy, các bạn mở đun nước nó hơi nóng nóng á, cái đầu các bạn bỏ cái tô bột này vào, xong đậy lại, nó mau hơn, từ vì trời không chiều nay không có nắng, cho nên là mình đổ một cái tô, một cái nồi nồi chõ nấu sôi ấy, xong rồi mình đổ nước nóng nóng thôi, xong mình bỏ tô bột vô trong như vậy, mình đậy nắp lại thì nó sẽ mau được. Mình thì mình cứ làm đại vậy mà cũng được, tại vì trời không có nắng cho nên mình phải phải làm như vậy. Các bạn chú ý nha, đây là mình không đổ nước nước nóng quá đâu, nóng vừa thôi, cái đường nước đường này nóng vừa thôi, nóng hơi hơi nóng nóng thôi, ta đổ vô ta quậy như vậy. Bây giờ tôi đổ vô, tôi cân cho tất cả được 3 lạng 7. Các bạn biết không, một lạng bột với hai lạng nước là 3 lạng 70 g đường, tức là 3 lạng 7. Hay ta có thể tính rằng 1 x 3 bằng 3 cộng thêm 70 g đường, tức là 3 lạng 7. Các bạn và các cháu ơi, bây giờ mình mới đổ nước đường vô thôi mà mình đã thấy nó sôi tăm nhẹ nhẹ rồi. Mình đổ nước đường vô, mình nhìn nghiêng như vậy nè. Đó, mình nhìn nghiêng như vậy. Mình dừng như thẳng, mình nhìn nghiêng như vậy. Mình nhìn nghiêng như vậy là mình đã thấy nó sôi tăm nhẹ nhẹ rồi. Đó, nó sôi tăm nhẹ nhẹ rồi. Và bây giờ ta bắt đầu đậy đậy cái hộp bột lại, ta để từ 8 tiếng đến 10 tiếng và có thể là hơn nữa, tại vì là tùy theo trời nóng và trời lạnh. Và bây giờ đây là cái tô bột mình bắt đầu hấp được rồi. Các bạn và các cháu nhìn này nè, nó sùi bọt như bọt xà bông vậy này. Nó sùi bọt như bọt xà bông rồi. Ta bắt đầu hấp được rồi, bây giờ ta bắt đầu bật bếp lên để hấp bánh bò. Các bạn và các cháu ơi, bây giờ ta quậy một cái tô bột này thật đều lên. Các bạn và các cháu nhìn thấy nó giống như bọt bia vậy đấy. Đó, nó giống như bọt bia và ta nhìn thấy nó cứ bắn lên vậy đó. Ta nhìn nghiêng như vậy nè, ta thấy được nè. Ta nhìn nghiêng như vậy, ta thấy nó bắn bắn lên. Bây giờ ta bắt đầu thả khuôn trong nồi. Trong nồi mình đã thả một cái vị ở trong rồi. Các bạn nhớ là phải để lửa to nha, bánh bò là phải để lửa to nhé. Còn bánh lăng là phải để lửa nhỏ thôi. Giờ ta bắt đầu múc bột vào trong nồi, trong khuôn. Các bạn và các cháu ơi, trong khi mình hấp á, mình để cái tô bột gần bếp cho nó nóng. Đó, mình để tô bột gần bếp cho nó nóng. Và tiện đây mình cũng có đôi lời với các bạn. Hồi chiều có một bạn nói với mình rằng là em hấp bánh lăng nó nổi lên, nó sôi lên mà nó tràn ra khỏi nắp luôn, từ vì bạn hấp lửa to quá. Bạn hấp 35 phút mà để lửa to, bánh lăng tràn nó khỏi khuôn luôn. Bánh lăng đó đã bị rỗ, quá rỗ rồi, từ vì lửa to là chín quá. Bánh bò thì nó chịu lửa to chứ bánh lăng không chịu lửa to, nó chịu lửa nhỏ thôi. Tại vì nó là dạng trứng mà. Các bạn chiên trứng các bạn cũng biết nữa. Nếu mà các bạn chiên trứng mà chiên non non ăn trứng rất là ngon. Còn các bạn mà chiên trứng mà chiên già ăn nó xác xác ăn dở lắm thì bánh lăng cũng vậy thôi. Còn bánh bò nó khác bánh lăng. Bây giờ bánh bò của ta sôi được 5 phút rồi. Ta bắt đầu dở nắp ra, ta dốc nước đi, ta đậy vô.
Bây giờ bánh bò của ta đã được 10 phút rồi, ta bắt đầu lấy bánh bò ra. Bây giờ ta bắt đầu lấy bánh bò ra. Mỗi lần các bạn lấy bánh bò ra, các bạn nhớ đổ thêm nước vào nha. Đó, đổ thêm nước vào thôi, ít nước quá không đủ độ nóng. Các bạn và các cháu ơi, bây giờ ta đã hấp xong một dĩa bánh bò. Bây giờ ta bắt đầu ăn thử. Mình không cho tí bột năng nào mà rất là dai. Các bạn nhìn và các cháu nhìn thấy nè, dễ che. Đây là các bạn, các cháu nhìn thấy rõ không? Rễ tre. Ta bắt đầu ăn thử. Các bạn ơi và các cháu ơi, các bạn nhìn xem đây là tô một cái. Mình ủ từ hôm qua và hồi nãy mình lấy một nửa để mình ủ bánh bò. Đó, các bạn nhìn rất rõ nè. Đó, mình để gần cho các bạn nhìn nè. Đó, một cái. Còn đây là một tô bột cái. Hồi nãy mình ủ một lạng bột cái và cho cơm rượu không thôi. Cho cơm rượu và nước cơm rượu không thôi, không cho một tí nước nào hết. Và đây là một tô bột bánh bò mình ủ. Một lạng cơm rượu và nửa tô bột cái. Đây là nửa tô bột cái. Và đây là một lạng bột gạo với lại cho cơm rượu, một lạng cơm rượu vô. Các bạn và các cháu nhìn thấy nè, nó ăn sùi bọt nè. Đó. Nhưng mà cái này để lại chứ mình chưa hấp được. Đó, là tô bột này. Và cái tô này là tô bột cái mình mới gầy xong. Khi nào các bạn nhìn thấy bột cái nó như vậy này mới là được nè. Đó. Các bạn nhìn rõ. Nó nổi, thật nổi lên mới được. Và bột ta ủ cũng vậy, bột ta ủ bánh bò cũng vậy. Bột ủ bánh bò khi nào nổi thật nổi mới được, như vậy là chưa được. Đó, như vậy là chưa có được. Và khi ta cho bột cho nước đường bỏ vào, nước đường bỏ vào mà cái nước đường nó là hơi ấm ấm ta đổ vào thì nước thì cái tô bột mình hấp á thì nó phải sủi bọt như là bọt bia mà nó cứ bắn lên mới là được. Ta hấp thử một cái, nếu được thì ta hấp tiếp, còn không thì ta lại để lại. Bột cái ta ủ một ngày và bột ủ bánh bò cũng vậy, ta ủ 8 đến 10 tiếng, nếu chưa được thì ta vẫn ủ tiếp. Khi nào mà ta cảm thấy được thì ta nấu đường bỏ vào. Nó rất là sùi bọt lên, nó sùi bọt. Sùi thật sùi bọt lên như là một xà bông á thì ta mới đổ nước đường vô, và đổ đường vô thì phải sùi bọt như là bọt bia mới được. Sùi tăm nó cứ bắn lên mới được. Và các bạn và các cháu nhớ, nếu mà trời mà mát quá thì ta thả cái tô bột vào trong cái chõ xôi này và ta đun một chõ xôi nước nóng vừa vừa thôi, nóng ít thôi, ta đặt lên cái chõ như vậy, ta đậy nắp lại, coi như mình đun lên cho nó nóng. Thì ví dụ là trời mát quá thì ta làm như vậy. Và khi ta nhìn bột thì các bạn nhớ là để nghiêng như vậy, để xa xa như vậy. Các bạn nhìn thấy cái bột, cái hột li ti nó cứ bắn lên rớt xuống thì mới tan hấp được. Và ta hấp thử một cái, nếu được thì ta hấp, còn không hấp được thì ta phải để ủ lại. Và các bạn ơi, mình nhắc cho các bạn và các cháu một điều như vậy, là cơm rượu ta ủ là bánh bò là ta phải để một tuần lễ, chứ không phải là để 3 ngày mà làm được đâu. Phải để một tuần lễ thì ta mới làm bánh bò được, chứ nếu mà ta mà như cơm được ăn thì làm không được. Vậy là ta đã thành công. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công.